Alo, mà chúng ta đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên cho bên phía Thái Bình thôi. Sang Choi Son, thi đấu của bên kia dường như là có một Samorian và một Choi Son thì phải. Nếu tôi nhìn không nhầm, quân là đẹp hơn đấy, đừng để fit là được. Sang Choi Son. Spam là người cầm Sang, Quang Giao Thông là người cầm Choi Son. Đồng nghe đi. Toàn châu Á thôi. Choi Son cho cân Choi Son bên kia và Sang sẽ đấu với Summer. Choi Son vẫn chưa thấy hiêu đầu đâu, chưa thấy voi giết gì đâu cả. Đây rồi, hiêu đầu đây, nó quá tù. Bài này đóng mày. Ôi nhà Choi Son còn khung nhà rơi từ nhiều rừng thế này. Sang hiệu về, hiệu 4. Voi rồi. Người là đang chuyển lọc rồi, chuyển lọc sang bên phía Thái Bình rồi. Như vậy đôi voi xem quả phụ thấy chưa? Hình như thấy rồi ở dưới này. Đây rồi, có quả phụ luôn. Đồ đã đủ dành cho sen ở trận thiếu này. Nhà có khung. Khung nhà. Anh khung được. Bà anh khung được. Nhưng mà phải khung nhà cẩn thận vào. Đừng có mà khung vớ vẩn lại hoảng như trận hit vừa rồi. Nằm xuống. Đây rồi, ba quả phụ năm. Bài sẽ bài tầm 26 dân đến từ Sen. Hoành cung. Cẩn thận, chú ý hơn. Hai lăm dân và 72x đã kích tời thành công. Choi Son thế nào cũng kích tời ở cuối 75x đã kích tời thành công với 23 dân xăm Choi Son. Oánh lô. Lô về bao nhiêu? Ai có một voi thôi không ăn. Lô về bao nhiêu đây? Không con voi đi về. Thấy thằng khác, đúng rồi. Đây rồi, mấy con vui hiêu. Lô về giải mấy? Úi xời, lô về đúng giải 6 luôn. Vâng, con voi này con len được qua con vực này không? Đúng là con hiêu này đúng đến đời 3 luôn. Đàn hiêu này đúng đến đời 3. Ok kìa. Màu hốn, ái chà. Thế này thì con voi kia không về được, tôi thề. Tôi thề con voi kia không về được. Tôi biết ngay là... Quá hay luôn. Thế này thì chính thức hoảng rồi. Vâng, không có gì sai cả khi câu voi. Trừ khi đấy là bãi quả cơ. Thì không chơi trò cái nè. Nhưng con voi thì nó bo nhà thì cũng hợp lý thôi. Không thách đâu được. Thế còn lâu mới kích đời, rồi sang 11. Sang 11 với kích đài. Không,
Như vậy là phải cuối cuối 10 thôi. Quick. Kích cơ chưa xây là. Thế này thì đúng là sang 11 thật. F3 cái gì đây? Chiến thuật à? Hay là đập móng? Ôi, ở bên kia là một nhà đánh 22 dân. Chơi cho son đánh 22 dân. Ôi, kinh hồn. Yes. Đóng ma. Kích đời lâu lắm rồi. Khoanh ruộng ở đây luôn. Không khoanh ở đây. Mày máy game thủ. Ôi, bị ôm bom kiểu này thì quá nguy hiểm luôn. Đóng một cái S có thể hẹn vàng. Không có lực xong giò. À có giò. Nhưng con giò lên được công giáp đầy đủ thì quan trọng là tí có lên được bánh xe hay không. Ăn hoang đi. Không dám lên công giáp đâu, tôi thề. Lên công. Thế thì tí lên bánh xe kiểu gì. Quay ruộng sao. Summer. Giò không giáp thì chết rồi con tê. Mà có giáp thì cũng chết. Khi mà cả dân Summer nó đập nữa thì nó quá lưu tiều. Khi mà giáp với cung cũng chả liên quan đến nhau. Ba, 29 trên 40. Nhà xe này có vẻ yên ổn. Như vậy là khả năng có một tên chéo cánh đến từ cho soi bên kia. Đây rồi, có vào được nhà Summer hay không? Vào. Vào, thôi. Không vào được. Không vào được. Có mà đi, có mà cả ngày. Ồ, không rồi. Sang chéo cánh sang bên nhà chơi son. Có biết điều đấy không? Summer nó cũng mới chẳng. Thôi, sợ bạp. Đẩy cung ra rồi. Nhà chơi son kia. Sang của sen là chưa ai động. Đúng hơn là rất khó động một nhà sen. Thử hai cái gấu yếu ken được không? Ôi chơi son đánh thủ. Thôi. Khả năng là sen có bên này khi còn không bằng chơi son cơ. Cái loại mà đánh thủ, chém thủ thì thực sự là quá nguy hiểm. Khi mà chỉ cần chém thủ và đang cũng là Summer lên thôi. Ốc chết sen luôn. Khung nha. Ôi giời, có vẻ kìa. Ăn được dân. Ăn được dân. Ok, kìa, bên kia không để ý. Rồi. Ôi thôi. Trinh đứng hoảng. Cái ông này. Tôi biết ngay kiểu gì thì cho son treo cánh đây. Vì sen có vẻ nhà không. Ăn hết dân rồi, hai con chém này họ chết rồi, không hoàn thành nhiệm vụ. Đây rồi, đục vào nhà Summer một tên, có đục vào không? Vào, không được rồi, bên kia phải e quá khét. Có kìa. Vào, xong. Bây giờ thì vào rồi. Nhà Summer bây giờ thì cũng là như cái chuồng lợn luôn. Xin cũng vào được nhà cho son một tên. Tuyệt vời. Bây giờ thì hai bên nhà bên kia bắt đầu như một cái chuồng lợn. Và tỷ số sẽ được rút ngắn cho con 2-1. Và Summer sang cứu và mất nhà. Đúng là Jerry hôm nay thì đấu hơi không đúng phong độ của mình. Oánh thủ nhưng mà không làm ăn được cái gì. Có vẻ lực chém là hơi ít. Quan giao thông. 18 trên 40. Chém đi. Không như vậy là không làm ăn gì được.
sen to nhất bản đồ. Quýt rồi. Như vậy tỷ số được rút ngắn còn 1-2 cho bên phía Thái Bình. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu chung kết thứ hai rồi.